Tên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu loa cực kỳ hấp dẫn. Đây, mẫu loa này cực kỳ hấp dẫn. Mẫu loa màng xanh. Hấp dẫn chưa? Quan trọng là chất âm nó hấp dẫn hơn nữa. Đây là mẫu loa trợ kháng 4 ohm, công suất 80W, tối đa là 150W. 80W là đỉnh mức ha. Đây, mẫu loa này chuyên cho mạch sử dụng IC C866. Đây là mẫu mạch sử dụng có nguồn xung. Này là mẫu mạch C8626 không có nguồn xung. Ok ha. Thì cái loa này chuyên sử dụng cho mạch của mình là IC C8626. Hấp dẫn chưa? Âm thanh thì phải nói là cực kỳ hay luôn. Khỏi chê luôn ha. Đây. Rồi. Cứng cáp chắc chắn, rất là nặng tay. Anh em nào mua được cái loa này về cầm lên sẽ biết ngay. Từ của nó là 12